chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của nhà phố MAXHOME. Và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những ngôi nhà phố đang được thiết kế và công xây dựng bởi chúng tôi. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Tân Thông Hội Củ Chi và chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm công trình của nhà anh Lê Hoàng Anh, là một khách hàng của MAXHOME. Đây là một công trình mà lần trước khi mà An dẫn quý vị đến thì lúc đó là An nhớ là lúc đó công trình chỉ mới đang thi công phần móng thôi. Còn bây giờ thì hiện tại công trình nhà anh Hoàng Anh đã thi công đến giai đoạn nào rồi? Chúng ta hãy tiến gần hơn và quan sát nhé. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại ngay phía trước của công trình của nhà của anh. Thì quý vị có thể thấy là hiện tại là so với ngày hôm trước thì công trình đã thay đổi rất là nhiều ha. Tức là hiện tại thì chúng tôi đang xây tường lên đến tít ở trên tầng 2 luôn rồi. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai, có thể là chúng tôi sẽ đổ sàn mái nè, và sau đó thì sẽ bắt tay vào cái vấn đề là chúng ta sơn trát cũng như là sơn phết cho công trình. Thì so với ngày hôm trước chỉ mới là móng ra thì hôm nay chúng ta đã cảm nhận được cái gọi là cái khung của công trình hơn rất là nhiều ha. Và ngay bên cạnh Nhật An thì đây chính là biển bản của công trình, thì quý vị có thể thấy được là bản vẽ 3D của công trình là như thế nào. Đây sẽ là một công trình 2 tầng mái bằng với thiết kế hiện đại ha, là một cái kiểu nhà rất phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là bởi quý vị biết là vùng thành thị mà đúng không nào, đất chật người đông, cho nên là cái mô hình nhà phố nhà ống luôn là cái mô hình mà được đa phần người dân sẽ lựa chọn. Và công trình của nhà anh Hoàng Anh thì phong cách hiện đại cho quý vị thấy là tất cả đều rất là tinh gọn. An thì khá ấn tượng với hệ thống cửa, quý vị thấy đều là cửa nhôm hệ kính hết. Thì đây là một cái lựa chọn gần như là An thấy là nhà ống mà tốt nhất là phải dành cửa nhôm hệ kính như thế này. Và ngay khu vực phía trước thì hiện tại quý vị thấy là bởi vì chưa xong cho nên là chúng ta thấy toàn là cát đá thôi, nhưng mà sau này ha thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm cái khoảng sân ở phía trước cũng như là có cái rào nữa, thì nhìn ngôi nhà sẽ chỉnh chu hơn rất là nhiều. Còn bày về công trình chính đi thì An cũng xin cung cấp cho quý vị là một số thông tin về kích thước của công trình của nhà anh Hoàng Anh. Đó chính là công trình sẽ có chiều dài là 18,9m, chiều rộng là 5m, tổng tích sử dụng cả 2 tầng tầm khoảng là 160m². Còn về chiều cao có không đến sàn của tầng 2 là 3m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 2,7m. Ở ngay khu vực ở phía trong này nè quý vị thì sau này sẽ là khu vực sảnh chính của công trình ha, là chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Và sau này sẽ là một cái tam cấp, nếu mà trên bản vẽ là sẽ có 3 bậc, và 3 bậc sẽ tượng trưng cho đó chính là 3 cấp là thiên tài, địa tài và nhân tài ha. Và thông thường chúng tôi sẽ ốp sau này cũng sẽ là đá kim sa hoặc là còn gọi là granite cho ngay khu vực ở phía trước này quý vị, thường là mặt đen cổ trắng để tạo nên cái vẻ chắc chắn. Và ngay đây thì sẽ là khu vực cửa chính nè, quý vị thấy rất là to ha. Thì như An nói ngay từ nãy, trên bản vẽ 3D thì sau này chúng ta cũng sẽ lắp cửa ở đây sẽ là cửa nhôm hệ kính để mà chúng ta sẽ lấy sinh khí vào bên trong cách tốt nhất. Thì đó là tổng quan bên ngoài của công trình thôi. Bây giờ An sẽ tiến vào bên trong để giới thiệu quý vị về công năng của công trình của nhà anh Hoàng Anh nhé. Và tiến vào bên trong của công trình nhà anh Hoàng Anh thì ngay khu vực An đứng sẽ là không gian phòng khách với diện tích là 20m² quý vị. Và với diện tích này thì sau này chúng tôi cũng sẽ bố trí sẽ có cái bộ sofa ha, bàn trà cũng như là kệ tivi ở đây. Không gian này chúng tôi sẽ lấy sáng chủ yếu là nhờ vào ngay cái ô cửa chính ngay phía trước luôn quý vị. Thì cũng khá là to phía bên này, cũng như là phía bên này chúng tôi sẽ chừa ra một cái khoảng nè, chúng ta không có xây quá sát với tường nhà của nhà hàng xóm ha, mà chúng tôi chừa một khoảng, cho nên là cũng sẽ đặt được 2 cái ô cửa sổ nhỏ ở đây để mà chúng tôi sẽ lấy gió vào bên trong. Và một ưu điểm nữa không gian phòng khách là gì? Đó chính là ngay bên trên quý vị thấy là chúng tôi sẽ thiết kế là thông tầng, tức là ở bên trên sẽ không có một cái gọi là một cái sàn nào hết, cho nên là rất là thoáng luôn quý vị. Sau này mà chúng ta ngồi đây tiếp khách như thế nào thì rất là mát. Đây là một cái mẹo để quý vị có thể tham khảo cho những công trình nhà phố, bởi vì nhà phố thì ta biết rồi, nó bị thiệt thòi hơn là hai bên không thể lấy nhiều ánh sáng từ cửa sổ được, cho nên là chúng ta phải tính những cái giải pháp như thế nào. Thì thông tầng là một cái giải pháp như vậy, sẽ giúp cho ngôi nhà thoáng hơn rất là nhiều. Tiến vào phía bên trong này thì đây sẽ là không gian phòng bếp ăn nhé, với diện tích là 24m². Và với không gian phòng bếp ăn ở đây thì quý vị có thể thấy là kệ tủ bếp chúng tôi đã thiết kế cái khung ở đây rồi nè, là hình chữ L. Và kệ tủ bếp hình chữ L cũng là cái kệ tủ bếp phổ biến nhất trên thế giới hiện nay đúng không nào. Và với diện tích của căn nhà của anh Hoàng Anh thì An nghĩ là một cái kệ tủ bếp hình chữ L là cực kỳ hợp lý luôn rồi ha. Sau này thì vị trí bàn ăn chúng ta có thể đặt ở đây, nó vừa phải luôn, nó cũng khá là thoáng ở ngay cái vị trí này ha, bởi vì ngay vị trí này thì vẫn còn lấy được gió từ phía trước cũng như là từ cái đường đi ở phía một bên mà lúc nãy hay nói là gia chủ đã chừa sẵn ra bên đó ha. Còn tiến ra phía sau đi thì cái vị trí ở đây thì sẽ là không gian nhà vệ sinh chung sẽ được bố trí ở khu vực này ha. Còn Tiến ở đây thì đây sẽ là khu vực phòng ngủ nè quý vị, với diện tích là 12,6 m². Thì chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Với căn phòng ngủ này quá là tiện nghi quý vị, bởi vì sao? Bởi phòng ngủ này chúng tôi sẽ mở được một cái cửa sổ mở ra phía sau, cho nên là phòng ngủ rất thoáng. Đây là cái điều mà em rất là lo lắng, bởi vì em nghĩ là rất sợ cái việc mà phòng ngủ mà không có cửa sổ. Chúng ta cũng có thể làm một số biện pháp khác, nhưng mà thật sự ưu điểm nhất, tối ưu vẫn là phòng ngủ phải có một cái cửa sổ, thì chúng ta phải thoáng, chúng ta bước ở phòng mới thấy thoáng, không thôi là rất là ngột. Cho nên là cái việc mà mở được cửa sổ ra phía sau như thế này là em đánh giá rất là cao luôn ha. Và sẵn tiện thì có lẽ cũng phải nói luôn, đó chính là cái lối cửa ở đây quý vị. Đây chính là cửa hậu mở ra phía sau của công trình, của nhà của anh Hoàng Anh. Rõ ràng thì đây là một cái thiết kế không phải nhà phố nào cũng có, bởi vì anh nói là có một số căn nhà phố là bốn bề là đều tiếp giáp hết, cho nên là cái phía sau chúng ta cũng không mở được cửa luôn. Nhưng mà riêng với nhà anh Hoàng Anh thì được một cái ưu điểm, đó chính là phía sau vẫn có được cái cửa hậu như thế này, cho nên cái hành lang của chúng ta mở ra gió nó rất là mát luôn quý vị. Và sẵn tiện thì lúc nãy thì có lẽ là anh chưa có nói cho quý vị rõ, đó chính là ở trên tầng ở bên trên đó quý vị, là hiện tại thì chúng tôi đang thi công, đó chính là sẽ có một phòng thờ nè, hai phòng ngủ ha, và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên là hiện tại bởi vì vị trí cầu thang như quý vị thấy là đang thi công, anh không thể di chuyển lên được, cho nên là anh chưa thể review cho quý vị hơn ha. Thì hãy đợi một vài tháng nữa khi mà công trình hoàn thiện hơn thì anh sẽ trở lại dẫn để quý vị sẽ tham khảo qua. Còn bây giờ trước khi gọi là kết thúc ngày hôm nay thì anh sẽ mời quý vị sẽ cùng với Nhật An trò chuyện với một nhân vật rất quan trọng cho công trình chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bên cạnh Nhật An đây chính là anh Thịnh, là trưởng phòng thi công và chịu trách nhiệm sẽ giám sát công trình của nhà anh Hoàng Anh. Thì anh ơi, ngày hôm nay thì em sẽ đại diện những khán giả đang theo dõi kênh YouTube của MAXHOME, em xin phỏng vấn làm số hỏi anh nhé. Đầu tiên thì em không biết là công trình của mình thì tính từ ngày khởi công đến bây giờ là thi công được bao lâu rồi? Mình khởi công nay được 22 ngày chính xác đến giờ này. 22 ngày. Vậy thì hiện tại là chính xác là mình đang triển khai cái công đoạn nào vậy anh? Bây giờ mình đang triển khai vào công đoạn hoàn thiện tô chát và làm mái. Làm mái. Là dự kiến là tầm khoảng bao lâu thì mình sẽ bắt đầu làm mái? Dự kiến này thì mình khoảng 5 ngày nữa là mình làm mái rồi. Bây giờ để cho anh em làm là nó thoáng thôi, chứ còn nếu lợp là lợp được rồi. Dạ, tức là bây giờ đang triển khai bên trong xíu rồi xong mình sẽ tới phần mái. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hiện tại với cái giai đoạn này thì trung bình trên công trình của mình một ngày thì cần khoảng bao nhiêu là anh em nhân công vậy anh? Nếu như bây giờ công trình mình thì đây thì nó cũng có khoảng 13 người nhân công đang vào hoàn thiện, thì nó phải trong bớt hoàn thiện đi thì mình mới lại anh em đi cái bớt công trình khác được. Dạ. Vậy thì nếu mà nói xa một chút xíu, tức là sau khi mà cái máy xong thì mình sẽ triển khai tiếp đến những cái phần giai đoạn nào vậy anh? Bắt đầu mình vào hoàn thiện gạch, ốp gạch nền, gạch nếp, gạch bếp, vệ sinh, và phần hoàn thiện vệ sinh với thiết bị điện đó. Dạ. Vậy thì cái giai đoạn sơn là ở lúc nào? Sơn là mình khoảng ở trường tô xong là bắt đầu mình anh em thợ rút đi là bắt đầu dường lại phần sơn để cho anh em bên phần sơn. Dạ. Vậy thì nếu mà gọi là một cái công trình nhà phố như thế này, em thấy cũng không phải là diện tích không phải là quá lớn lắm. Vậy thì nếu mà mình dự kiến thôi thì anh nghĩ là tầm khoảng bao lâu thì mình có thể hoàn thiện và có thể bàn giao cho gia chủ được ạ? Nếu mà nhà phố này thì mình trong bên mình làm thì nó chỉ còn tầm 2 đến 3 tháng, chậm lắm 3 tháng. Nếu mà hợp trời mưa đó còn không có thì chỉ 2 tháng rưỡi bàn giao được. 2 đến 3 tháng. Vậy là cũng là rất là nhanh ha. Thì ngày hôm nay em đại diện cho mọi người đến đây thì em cũng có một cái lời chúc anh, là chúc anh thật nhiều sức khỏe, và cũng như anh và đội ngũ nhân công sẽ hoàn thành, có thể là vượt tiến độ luôn của công trình của nhà anh Hoàng Anh nhé. Rồi, anh cảm ơn em. Và Nhật An vừa dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Hoàng Anh ở Củ Chi, phố Hồ Chí Minh. Đây là một công trình nhà phố, và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nhà phố thì cần gạ liên hệ ngay MAXHOME với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng ta nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.